Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 98 Tập 98 Đoạn sau cùng này là nói quả báo Tức ư mộng trung kiến vô biên Vô biên chính là vô biên thân Của Bồ Tát Địa Tạng Vô biên thân là nói hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng Vô biên là nhiều Vô lượng vô biên Chúng sanh có cảm, Phật Bồ-Tát liền có ứng. Ở trong mộng, bạn nhìn thấy hóa thân của Bồ-Tát địa tạng. Bồ-Tát xoa đảnh cho bạn, thọ ký cho bạn. Cảm ứng đạo giao. Sau khi tỉnh dậy rồi, bạn liền thông minh. căn tánh của bạn. Được nhanh nhạy Những gì bạn cầu được cảm ứng tinh thị kinh giáo lịch nhĩ căn Sau này bạn đọc kinh Nghe kinh trở lại Thiên vạn sanh trung vĩnh bất vong Câu nào cũng dân dữ Cũng nhớ kỹ Cũng có thể Y giáo phụng hành cho nên phần trước chữ máu chốt nhất trong tu học là chí tâm tư niệm là ở bốn chữ này chúng ta ngày nay dựa theo phương pháp này tu tại vì sao không có hiệu quả gì là do chúng ta chưa làm được bốn chữ này ngày nay chúng ta làm chỉ là hình thức mở khóa thất địa tạng làm giống như bộ dạng đó nhưng thật ra trong tâm cứ nghĩ ngợi lung tung không có thành ý cho nên những gì mong cầu không thể tương ưng đừng nói mở khóa ba thất không tương ưng mà ba mươi thất nữa cũng vẫn là không tương ưng trên kinh nói không sai Do bản thân chúng ta làm sai rồi Nếu như tương in Nói lời thành thật Người xưa tế tự Họ trai giới ba ngày là có cảm ứng rồi Đâu có lý nào 21 ngày mà không có cảm ứng chứ dĩ thị đại sĩ bất tư nghị năng sử tư nhân hoặc thử tuệ đây là nhờ oai thần không thể nghĩ bàn của bồ tát địa tạng gia trị thật ra cũng là do chính mình chí tâm chiêu cảm nên phần trước đã nói qua với các vị rồi trân thành đến cực điểm thì tánh đức hiển lộ cho nên mới có hiệu quả như vậy điều này ở trên lý cũng có thể đói trôi chảy được đây là phương pháp cầu trí huệ mời xem kinh văn coi chúa quyển hạ trang 85 Kinh văn hàng thứ ba Bần cùng chúng sanh cặp tật bệnh Gia trạch hương suy quyến thuộc ly Thùy mộng chi trung tất bất an Cầu giả quay vi vô xứng toại đoạn này là kệ tụng chuyển tai nạn những gì trên kinh nói chính là những điều mà hiện nay chúng ta gặp phải cho nên phẩm kinh văn này sau khi chúng ta đọc xong thấy cảm xúc sâu vô cùng từng câu từng chữ đều là nói tình trạng hiện thực của chúng ta phật bồ tát dạy chúng ta phương pháp tu học làm thế nào thay đổi hoàn cảnh sống của chúng ta chuyển đổi nghiệp chướng của chúng ta Cho nên trong phẩm kinh này Chúng ta cũng nhìn thấy Thế Tôn vô cùng từ bi Sau khi Dùng văn trường hàng nói rõ ràng Cho chúng ta biết Ngài còn dùng kệ tụng nói lại một lần nữa Chẳng qua là làm tăng thêm ấn tượng Cho chúng ta học tập Trong bài kệ này Cũng là nói về sự thật tai nạn. Hiện nay chúng sanh Trong thế gian này rất nhiều người nghèo khổ. Người giàu sang suy cho cùng là thiểu số. Chúng ta phải thường suy nghĩ đến những chúng sanh nghèo khó khổ nạn này. bệnh tật của họ không chỉ là thân bệnh mà còn tâm trạng bất an trí huệ không khai mở đây là tâm bệnh nó còn nghiêm trọng hơn cả thân bệnh thân bệnh cần phải có thuốc men để chữa trị để điều dưỡng tâm bệnh cần phật pháp giúp chúng ta phá mê khai ngộ phật dạy chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh câu nói này là chân lý chỉ một câu là nói rõ cội nguồn của y chánh trang nghiêm hư không pháp giới một câu là nói rõ từ tâm tưởng sanh tâm thiện tưởng thiện thì cảnh giới sẽ thiện tâm mê hoặc tưởng tà ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác đây là phật nói cho chúng ta biết tình trạng chân thật chân tướng của vũ trụ nhân sanh thật sự sáng tỏ giác ngộ rồi thì họ sẽ điều chỉnh từ trong tâm địa đem ý nghĩ ác trước đây xả bỏ thật sạch sẽ hình thành một cái tâm thuần thiện cái tâm thuần túy lợi ích tất cả chúng sanh thì cảnh giới trước mắt của chúng ta sẽ dần dần chuyển thành tốt đẹp hơn nữa tốc độ chuyển đổi rất nhanh Sau đó những gì mong cầu Đều được mãn nguyện Bài kệ này Dưới đây là dạy cho chúng ta Phương pháp tu hành Chí tâm chim lễ địa tạng tượng Mấu chốt là ở chí tâm Chim lễ địa tạng tượng Là hiếu kinh Thật tâm noi theo đức đại hiếu kính của Bồ Tát Địa Tạng Nhất thiết ác sự dai tiêu diệt Vậy là tâm chuyển cảnh giới rồi Không còn bị cảnh giới chuyển nữa chí ư mộng trung tận đắc an khi bạn ngủ sẽ được yên giấc y thực phong nhiêu thần quỷ hộ những gì bạn mong cầu đều được mãn nguyện mấu chốt của sự tu hành là phải noi theo Bồ Tát Địa Tạng Học tập đức đại hiếu kính của Bồ Tát Địa Tạng Hiếu thuận tất cả chúng sanh Tôn kính tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh là bao gồm hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật Có như vậy mới có thể nhanh chóng Chuyển đổi trở lại được Hàng thứ nhất Trong chú giải Trang 86 Y thực phong nhiêu Các bạn xem Chữ phong có cần sửa đổi lại không Nó là y phong phong nhiêu Có một chữ sai là y thực Hãy sửa lại Chúng ta xem tiếp bài kệ tụng dưới đây Dục nhập sơn lâm Cập độ hải Độc ác cầm thú Cập ác nhân Ác thần ác quỷ Tính ác phong Nhất thiết chư nạn chứ khổ não đây là tụng lại việc ra ngoài đi du lịch thường hay gặp phải một số tai nạn bạn đi du lịch trên đất liền phải đi qua những nơi núi rừng những nơi này đều có rắn độc thú dữ trộm cướp thường hay ẩn nấp cặp độ hải là đi qua biển biển có sóng dữ thời xưa thuyền thường không lớn bên dưới là ác thần ác quỷ tính ác phong ác phong là chỉ đi qua biển rất dễ gặp phải những tai nạn này ác thần ác quỷ sự việc này cũng thật sự có lần trước cư sĩ lôi ở nơi đây, đây đã kể cho các vị nghe không ít câu chuyện rồi đó đều là những chuyện mà đích thân ông gặp phải tại vì sao lại gặp phải những loại ác quỷ này vậy tại vì sao người khác không gặp từ đó cho thấy ở trên định luật nhân quả đã nói là giọt nước hạ cơm đều do tiền định những ác quỷ ác thần này bạn ở trong đời quá khứ không có ác duyên với họ nên họ không gây chuyện với bạn đều là do trước đây hoặc là ngày nay bạn có mạo phạm đến họ mắc lỗi với họ họ mới đến để gây chuyện với bạn chính mình không có tu trì, không có đức hạnh, nên họ không tôn trọng bạn. Cho nên bạn dễ gặp phải những chuyện này, những sự việc này thật sự có. Ở đây Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành, đản đương chim lễ cập cúng dường. Địa tạng Bồ Tát Đại Sĩ Tượng Như thị sơn lâm đại hải trung Ưng thị chư ác giai tiêu diệt Trong văn trường Hàn nói rõ ràng Chúng ta trong lúc Trước khi chưa xuất phát đi du lịch Đọc kinh địa tạng Niệm danh hiệu Bồ Tát địa tạng Đủ một dạng biến tu học phải chí tâm sinh niệm bốn chữ này vô cùng vô cùng quan trọng thật tâm sinh niệm tư duy công đức của bồ tát nói theo hành nghi của bồ tát thì quỷ thần không những không làm não hại bạn mà còn bảo vệ bạn vì sao vậy họ tôn kính bạn đây cũng là những việc mà chúng ta hiện nay thường hay gặp phải nếu bạn thường hay đi ra ngoài du lịch thì nhất định phải biết sau cùng tổng kết quán âm chí tâm thính ngô thuyết địa tạng vô tận bất tư nghị bách thiên vạn kiếp thuyết bất châu quản tuyên đại sĩ như thị lực trong phần khoa phán có ghi kết tụng phổ cáo lưu bố Thế Tôn Quyên Bồ Tát Quán Thế Âm Lưu Thông Bộ Kinh Điển này Đương nhiên Bồ Tát Quán Thế Âm Sẽ đi khắp nơi Giới thiệu cho mọi người biết Hành nghi của Bồ Tát Địa Tạng Vì sao vậy? Nếu như không có nền tảng của Bồ Tát Địa Tạng Thì lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm Sẽ không có nơi nương tựa Lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm Từ đâu mà có Nó phát quy rạng rỡ từ hiếu kính Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc xây dựng hình tượng vô cùng có đạo lý lấy bốn vị đại bồ tát để làm tượng trưng cho nên bắt đầu học đại thừa từ đâu bắt đầu học từ địa tạng địa là tâm địa hiện nay chúng ta gọi là kiến thiết tâm lý Kiến thiết tâm lý là căn bản Khoa học kỹ thuật Trong thế gian hiện nay Thay đổi từng ngày Mỗi một thành phố lớn Bạn xem gì vật chất Họ xây dựng cao ốc cao ốc hơn một trăm tầng. Trong rất nhiều thành phố lớn, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng tại vì sao xã hội không thể an định vậy? Tại vì sao đời sống không được hạnh phúc? Là do lơ là việc xây dựng tâm lý. không có tâm lý vững vàng thì con người thuận theo tập khí phiền não của mình mọi người đều tranh danh đoạt lợi mạnh phu tử nói rất hay nếu như trên dưới đều cùng nhau tranh lợi thì nước đó sẽ lâm nguy chúng ta thử xem thế giới hiện nay đúng như câu nói này của mạnh phu tử mọi người có tin không không tin sợ là đến cuối thế kỷ sẽ tính sổ một lượt đây là điều chúng tôi thật sự nơm nớp lo sợ tiêu trừ tai nạn Nhất định phải dựa vào việc xây dựng tâm lý Mỗi một người Đều hiểu được đạo hiếu Đều khẳng định đạo hiếu Đều có thể dùng tâm hiếu kính Để đối nhân sự thế dùng tâm đại từ đại bi giúp đỡ tất cả chúng sanh thì tai nạn của thế gian này sẽ lập tức được hóa giải xua tan mây mù cho nên chúng ta biết bồ tát địa tạng pháp môn địa tạng là gốc tôi đã giảng rất nhiều lần Phật Pháp không có gì khác Chính là một chữ hiếu Dân từ Trung Quốc nói thật ra Là đã hiển bày ra sự Không thể nghĩ bạc của Pháp môn này Chữ hiếu của Trung Quốc Là chữ hội ý Chúng ta nhận ra được ý nghĩa của chữ này Trong chữ hiếu hàm chứa ý nghĩa gì? tận hư không khắp pháp giới là một thể. Đây là hàm nghĩa của chữ này. Phía trên nó là chữ lão, bên dưới là chữ tử. Lão là thế hệ trước, tử là thế hệ sau. Thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa, quá khứ vô thủy. Thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung cấu thành một thể, đây là hiếu. Trên kinh Phật thường nói hư không và pháp giới là một thể phật dạy chúng ta tâm lượng phải là tâm bao thái hư lượng chu xa giới đây là ý nghĩa của chữ hiếu dọc cùng ba mé ngăn khắp mười phương cũng là ý nghĩa của chữ hiếu chữ này bao hàm thật sự là không thể nghĩ bàn cho nên việc tu học của nhà phật khởi đầu từ hiếu đạo cuối cùng đến thành phật thì hiếu đạo mới viên mãn như vậy gọi là thành phật Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa phá Nên hiếu đạo vẫn còn khiếm khuyết một phần Ai có thể thực hiện hiếu đạo được viên mãn vậy? Chư Phật như Lai Mới thật sự thực hiện đạo hiếu được viên mãn sau khi thế tôn diệt độ ngài đem trọng trách giáo hóa chúng sanh giao phó cho bồ tát địa tạng đạo lý là ở chỗ này ai là bồ tát địa tạng ai hiểu được hiếu đạo ai có thể tu hiếu đạo ai có thể phát huy hiếu đạo thì người đó chính là bồ tát địa tạng Bồ Tát Địa Tạng rất nhiều Trên kinh chúng ta đọc thấy Đại sĩ Vô biên thân Vô lượng vô biên Đều là Bồ Tát Địa Tạng Tâm Đại Tư Đại Bi Của Bồ Tát Quan Thế Âm Là sự phát huy rạng rỡ hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta nói cái tâm hiếu thảo cha mẹ tôn kính sư trưởng này. Ngày nay hiếu thuận tất cả chúng sanh. Tôn kính tất cả chúng sanh. Vậy thì là biến thành Bồ Tát Quan Thế Âm rồi. Hiếu kính Phải nương vào lý tánh Cho nên đời sống Đối nhân xử thế của chúng ta Phải dùng lý trí Không nên dùng cảm tịnh. tình tin là mê Tình là vọng tưởng phân biệt chấp trước Tình chính là tạo tội nghiệp tình thức biến hiện ra lục đạo tam độ trí huệ biến hiện ra pháp giới tư thánh nhất chân pháp giới đó là sự khác biệt giữa tình và trí người thế gian chúng ta cũng thường nói phải có lý tính phải có lý trí không được xử sự theo cảm tình bồ tát văn thù về chúng ta những điều này bồ tát phổ hiền là thực hiện ba loại này hiếu thảo cha mẹ tôn kính sư trưởng đại từ đại bi trí huệ thực hiện vào trong đời sống đây chính là Bồ Tát Phổ Hiền Đây là điểm đặc sắc của Phật Pháp Trung Quốc Lấy bốn vị Đại Bồ Tát Làm bốn trụ cột cho việc dạy học Của Phật Pháp Đại Thừa Nó tạo thành Cung điện rực rỡ huy hòa Bốn trụ cột này không được thiếu một trụ nào Cho nên chúng ta phải biết Bắt đầu học Phật Pháp từ đâu Thế Tôn căn dặn Bồ Tát Quan Thế Âm lưu thông cũng chính là chỉ dạy chúng ta đặc biệt là ở thời đại mạt pháp vì sao vậy những gì trên kinh nói toàn là sự thật trước mắt chúng ta chúng ta không có cách gì giải quyết Phải dựa vào người giác ngộ như chúng ta Đi tuyên dương Nói rõ Với tất cả đại chúng Không những chúng ta phải giảng nó cho rõ ràng Mà bản thân chúng ta phải thật sự làm được Tiêu trừ được nghiệp chướng tai nạn của mình Sau đó chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác những gì chúng ta giảng mới có y cứ sự thật đích thực những tai nạn này xảy ra ta có thể may mắn tránh được tại vì sao có thể may mắn tránh được vậy y giáo tu học Ta quỷ nhập vào người Là việc thường hay xảy ra Người học Phật chúng ta gọi là ma dựa Ma dựa là gì? Tức là ta mỹ nhập vào người Hầu như khu vực nào chúng ta cũng nhìn thấy bản thân chúng ta có hay không cũng có có điều không có nghiêm trọng đến như vậy rất nhiều đồng tu tối ngủ bị quỷ đè rất nhiều người có kinh nghiệm này rồi tôi trước đây cũng thường hay bị ma đè trong tâm biết rất rõ nhưng không cử động được sau khi học phật thì không còn nữa trước đây lý lão sư nói cho chúng tôi biết là quỷ đè tên kinh Phật cũng có khi thời vận của con người bị suy họ sẽ đến ức hiếp người đó khi thời vận của con người rất thịnh vượng thì họ không dám đến gần bạn khi thời vận của bạn suy rồi họ sẽ ức hiếp bạn họ đến đè bạn chúng ta từ trong những sự thật này nhận ra được thật sự là có chuyện đó không phải giả hiện nay ở trong nước ở nước ngoài cũng có nước mỹ cũng có người trung quốc gọi là khả năng đặc biệt chúng tôi ở nước mỹ cũng nhìn thấy họ có con mắt thứ ba họ có thể nhìn thấy những thứ rất kỳ lạ này mà mắt thương của hầu hết mọi người chúng ta không thể nhìn thấy nhưng họ có thể nhìn thấy họ có thể nhìn thấy loại quỷ đè này nhập vào người họ có khả năng nhìn thấy cũng có thể nhìn thấy trong nội tạng của con người có bệnh hay không trước đây ở miami tôi có gặp được mấy người mỹ miami là một nơi rất kỳ lạ có rất nhiều con người kỳ lạ sống ở nơi đó lúc đó người tiếp đãi tôi là cư sĩ tăng hiến vĩ ở nơi đó ông có thành lập một ngôi niệm phật xã mời tôi đến giảng kinh cư sĩ tăng đã từng học qua thiền cũng từng học mật như một số vị lạc ma ông rất là hiếu kỳ rất thích về những sự việc này cho nên đối với loại người này ông tiếp xúc rất nhiều chúng tôi thường hay nghe ông kể về những chuyện này là thật sự có có nên sợ hay không không nên sợ hãi có sợ cũng vô ích không thể nói với bạn là sợ thì họ sẽ không đến càng sợ họ càng làm dữ hơn việc gì phải sợ họ chứ bạn không sợ họ họ không hù dọa bạn được họ dùng hết thủ thuật rồi thì tự nhiên họ sẽ rút lui thôi khi bạn thật sự sợ họ họ cảm thấy rất hiệu quả họ sẽ đến khống chế bạn bạn không sợ họ không quan tâm họ thì họ sẽ không cách gì khống chế bạn được rồi nhất là chúng ta tu tâm thanh tịnh cảnh giới cao nhất là vô ngã Đúng như trên Kinh Kim Cang dạy Phá bốn tướng rồi Thì tất cả yêu ma quỷ quái đều không còn Không thể bám vào đâu được Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Biết những sự thật này Biết là mình cần phải tu học như thế nào Để thành tựu công đức chân thật thành tựu diệt lợi ích chúng sanh của chính mình. Quỷ thần Ma Dương cũng như vậy. Đến khi họ không có cách gì quấy nhiễu bạn, thì họ sẽ quay lại quy y hộ Pháp. Chúng ta thấy Ma Dương ba tuần. Làm hộ pháp cho Thích Ca Mâu Ni Phật Họ muốn phá hoại Phật Pháp Thật ra là tỳ kheo thời kỳ mạt Pháp Không thể y giáo phụng hành Họ sẽ đến gây chuyện Người chân thật có tu, có học Thì họ vẫn tôn kính hộ trì ma cũng hộ pháp đây chính là trên kinh phật gọi là tất cả chúng sanh đều có phật tánh ma cũng có phật tánh lời mạnh tử nói con người ai cũng có lòng trắc ẩn nói như vậy đều rất có đạo lý người ác đi nữa khi nhìn thấy người khác thọ khổ có khi cũng sanh tâm cảm thông cũng có thể sanh tâm thương xót người ác còn có thể sanh tâm như vậy huống hồ người thiện chứ cho nên tự hành có thể cảm hóa hết thảy người ác ác quỷ ác thần cũng đều có thể được cảm hóa chúng ta xem kinh văn dưới đây địa tạng danh tự nhân nhược văn Nại chí kiến tượng chim lễ giả Hương hoa y phục ẩm thực phụng Cúng dường bách thiên thọ diệu lạc Nhược năng dĩ thử hồi pháp giới Tất cánh thành Phật siêu sanh tử Chúng ta đọc đoạn kinh văn này mới biết công đức của việc tạo tượng thù thắng không thể nghĩ bà nguyên nhân do đâu là cho tất cả chúng sanh có cơ duyên nghe danh hiệu nhìn thấy hình tượng bạn cho họ cơ hội này nên công đức rất thù thắng Tuy nhiên ở trong đây có một việc Chúng ta cần phải biết Khi Phật Pháp thịnh hành Mới có công đức vô cùng thù thắng Vì sao vậy? Mọi người nhận biết Nghe thấy danh hiệu Nhìn thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng liền sanh lên tâm hiếu thảo cha mẹ sanh lên cái tâm tôn sư trọng đạo sanh lên cái tâm noi theo hạnh nguyện của bồ tát đây là danh hiệu hình tượng gợi lên thiện niệm của chúng sanh công đức đó là quá thuộc thắng nếu như phật pháp suy yếu không có người tuyên dương mọi người xem hình ảnh phật bồ tát là thần tượng là mê tín không thể nói không có công đức chỉ là hiện tiền không đạt được cái công đức này hiện tiền đạt được là điều gì khiến cho tất cả chúng sanh tạo nghiệp Khiến cho đại chúng xã hội nói Các anh đề sướng mê tín Các anh lễ bái thần tượng Tuy là tạo tội nghiệp Nhưng hình tượng này Vừa qua nhãn căng Danh hiệu vừa qua căng tai Thì dính diễn thành hạt giống đạo Công đức là ở chỗ này Tuy nhiên họ tạo tác tội nghiệp Có phải là họ báo hay không? Phải thọ báo Quả báo tội nghiệp ở tam độ Tam độ báo hết rồi Sau đó ra khỏi tam độ Gặp được thiện duyên Thiện căng của bạn kính mùi Nhờ cơ duyên này mà được độ Đạo lý này chúng ta phải biết Khi nào xây tạo tượng Phật Là thích nghi nhất vậy sau khi kinh giáo được phổ biến tuyên dương với mọi người đắp tạo hình tượng phật bồ tát là đem lại chánh tri chánh kiến cho con người công đức này là vô lượng vô biên cho nên chúng ta có nghĩa vụ phải tạo ra cơ hội để giáo dục là vô cùng quan trọng hiện nay ở các nơi trên thế giới tất cả kiến trúc phật giáo Bất kể là cổ đại hay là hiện đại Phần lớn đều biến thành điểm tham quan thông thường Đi tham quan du lịch Đều đi đến những nơi này để viếng thăm Nếu như ở trong những trường hợp này Có thiện tri thức Bất luận là xuất gia hay tại gia Đem ý nghĩa tượng trưng của hình tượng Phật Bồ Tát Giới thiệu với họ một cách đơn giản Đây là cơ hội giáo dục Họ đến tham quan đạo tràng Trong đạo tràng thờ cúng những vị Phật Bồ Tát này Bạn giới thiệu từng vị từng vị cho họ biết Ngài biểu thị cho ý nghĩa gì Giống như giảng một tiết học cho những vị khách tham quan này vậy Khiến cho họ không đến nỗi hiểu lầm đối với phật pháp nói cho họ biết cái này tuyệt đối không phải là lễ bái tượng thần toàn bộ tất cả đồ trưng bày trong nhà phật đều có ý nghĩa dạy học rất sâu ở trong đó không những hình tượng phật bồ tát mà là ngay tất cả kiến trúc tất cả đồ bày biển bên trong chúng ta nói những đồ cúng như hương hoa tràng phan bảo cái đều là tượng trưng dùng danh từ giáo dục hiện nay để nói đây là giáo cụ là công cụ dạy học khiến cho sáu căn chúng ta tiếp xúc đến liền nghĩ đến nó có ý nghĩa gì ta cần phải học tập như thế nào dùng những thứ này từng giây từng phút mà nhắc nhở chúng ta chỉ sợ chúng ta quên mất chỉ sợ chúng ta ở trong đời sống lại bị mê hoặc cho nên dùng những phương pháp nghệ thuật này khiến cho chúng ta vừa vui thích vừa có thể nhắc nhở chúng ta đây là nghệ thuật dạy học cao độ không phải mê tín mê tín là do các bạn hiểu lầm hiểu sai đi tại vì sao các bạn lại hiểu lầm tại vì sao hiểu sai vậy không có người nói rõ ràng chân tướng sự thật cho các bạn biết Cho nên đại chúng xã hội hiểu lầm Là có thể tha thứ được Lỗi lầm là do chúng ta Làm người đệ tử Phật Hai chúng xuất gia tại gia chúng ta Chưa có gánh vác trách nhiệm Chưa có nói rõ ràng minh bạch sự việc này Cho đại chúng xã hội biết tại vì sao nghe danh hiệu thấy hình tượng lại được lợi ích rốt cuộc họ được lợi ích bao lớn chúng ta cũng phải biết rõ ràng sáng tỏ hai câu sau cùng này rất hay nhược năng dĩ thử hồi pháp giới hồi hướng pháp giới Hồi hướng Pháp giới là thế nào? Nói thật ra là Mở rộng tâm lượng mà thôi Chúng sanh trong thế gian Niệm niệm đều là gì lợi ích của bản thân mình Cho nên Mâu thuẫn xung đột với xã hội Với những chúng sanh khác là dính diễn không thể tránh khỏi. Là không thể tránh khỏi. Nếu như bạn mở rộng tâm lượng thì vấn đề này sẽ được giải quyết ngay. Chúng tôi xin đưa ra thí dụ. Các vị từ trong thí dụ này suy nghĩ thật kỹ xem. chúng ta sống ở trong nhà của mình khi chưa có đi ra ngoài cũng thường hay xảy ra xung đột với hàng xóm và bạn bè thân thích của mình khi rời khỏi quê hương đến sống ở tỉnh khác gặp được người của quê hương mình thì ồ đây là đồng hương của chúng ta thấy vô cùng thân thiết người đó thì không khác khi ở quê hương thì xung đột ra bên ngoài thì rất thân thiết cái dòng đó được nới rộng ra một cấp rồi đây là người cùng quê hương với chúng ta nếu như đi ra sống ở quốc gia khác gặp được người nước mình thì tình thân đó là khác nữa rồi người đó không phải đồng hương cũng không phải cùng tỉnh chúng ta cùng là người một nước nên bạn xem họ sẽ khác nếu như tâm lượng của bạn mở rộng tận hư không khắp pháp giới là một nhà thì bất kỳ chúng sanh cõi nước chư phật nào bạn nhìn thấy cũng rất là thân thiết ý nghĩa của hồi hướng là ở chỗ này cho nên những sự hiểu lầm nhỏ xung đột nhỏ thấy đều phải hóa giải hết chỗ vĩ đại của đức phật là phật xem tận hư không khắp pháp giới là nhà của chính mình người nhà có hiểu lầm về ngài chứ ngài không có hiểu lầm về người nhà đây là thật chứ không phải là giả tận hư không khắp pháp giới là chính mình tôi nói nhà là vẫn chưa nói đến chỗ chính xác tận hư không khắp pháp giới phải là chính mình đây là nói lời chân thật với bạn hoàn toàn chính xác không giả chút nào pháp giới y chánh trang nghiêm Chính là thân tướng của mình Cái thân gì? Pháp thân Đến khi nào chúng ta chứng được Pháp thân thanh tịnh Đến ngày nào bạn bỗng nhiên giác ngộ Tận hư không khắp Pháp giới Là chính mình thì bạn chứng được pháp thân thanh tịnh rồi khi bạn chứng được pháp thân thanh tịnh thì cái thân hiện nay của bạn là thân nghiệp báo lập tức liền biến thành báo thân viên mãn báo thân viên mãn là gì trí huệ liền hiện tiền báo thân viên mãn là thân trí huệ Bạn sống ở trong trí huệ chân thật. Chúng tôi thường nói bạn sống là đời sống trí huệ cao độ, cái thân đó chính là báo thân. Bạn dùng tâm thương yêu của bạn giúp đỡ tất cả chúng sanh, đó là hóa thân. Trăm nghìn dạng ức thân. Bạn thử xem căn tính của chúng sanh khác nhau Chúng loại khác nhau Nguyện vọng khác nhau Bạn phải dùng phương pháp khác nhau Để giúp họ mãn nguyện Để có thể chăm sóc họ Để có thể lợi ích cho họ Đây chính là Trăm nghìn ức hóa thân Phẩm kinh này Học đến đây là kết thúc rồi Những gì mà trong phẩm kinh này nói Hoàn toàn là hoàn cảnh sống hiện nay của chúng ta Là chân tướng sự thật Những phương pháp và lý luận mà Phật truyền trao cho chúng ta Cũng chính là nhu cầu bức thiết của chúng ta Chúng ta hiện nay sống trong môi trường sống này Mỗi ngày dắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được phương pháp giải quyết Ở đây Phật Hết thảy đều nói ra cho chúng ta biết rồi Bạn thấy Ngài từ Bi đến cực điểm rồi chín nghìn năm thời mà Pháp Chỉ có Pháp môn này là có thể cứu độ Lời nói này là thật chứ không phải giả Lấy Pháp này làm nền tảng Là nền tảng đích thực Chúng tôi trong lúc khai kinh đã nói với các vị rồi Nội dung mà trong bộ kinh này nói là Phước thứ nhất trong tam phước của quán kinh Từ toàn kinh mà nhìn Cũng thấy đầy đủ viên mãn 11 câu trong tam phước của quán kinh Pháp môn tịnh tông là lấy cái này làm nền tảng Dùng cái cơ sở này để niệm Phật cầu giảng sanh Thì chắc chắn được sanh tịnh độ Hơn nữa có thể khẳng định Là thượng bối giảng sanh Trong tam bối chắc chắn là thượng bối giảng sanh Từ bỏ đi cái nền tảng này Thì chưa chắc có thể giảng sanh được rồi Điều đó hoàn toàn là xem cơ duyên người thế gian gọi là xem vận may bạn có gặp được bạn lành hay không cơ duyên không phải ngẫu nhiên mà có được vẫn là do trong đời quá khứ thiện căn phước đức đã chín mùi gặp được duyên mới có tác dụng Lúc sắp mạng chung họ mới có thể tin, có thể nguyện, có thể hành. Họ mới có thể hối cải. Nếu như đặt nền móng từ kinh địa tạng Bồ Tát bổ nguyện thì, thì nền móng này của bạn là quá kiên cố, quá vững chắc rồi. cho nên nhược năng dĩ thử hồi hướng pháp giới tất cánh thành phật siêu sanh tử câu này chúng ta có thể tiếp nhận có thể tin có thể khẳng định thì cố quán âm nhữ đương tri phổ cáo hằng xa chư quốc độ chúng ta kính mến bồ tát quan thế âm thì cần phải noi theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm phổ biến tuyên dương kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện đến với hằng xa cõi nước. Chúng ta cần phải nên học tập. Phải cần nên tuyên dương. Nhất là chú giải của pháp sư Thanh Liên, chú giải rất hay. chúng ta học tập bộ kinh này hoặc giả hoàng dương bộ kinh này có bản chú giải này làm tư liệu tham khảo là đủ rồi trong đây có trích dẫn căn cứ kinh điển ngày sưu tập không ít tư liệu khi chúng ta khuyên bảo người khác thì có thể sưu tập những câu chuyện Sự thật cảm ứng gần đây Giống như trên Kinh nói Để càng tăng thêm niềm tin cho thính chúng hơn Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail chấm cơm người đọc hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu xanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này Trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật